Thưa quý vị, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã có thông báo 156 điều chỉnh một số biện pháp kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, từ 0 giờ ngày 28 tháng 9, nhiều hoạt động kinh doanh, giáo dục đào tạo, thể dục thể thao, vận tải, du lịch, các sinh hoạt tôn giáo được nới lỏng dần về trạng thái bình thường mới. Đây là điều kiện tốt để đảm bảo vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch hiệu quả, ghi nhận của phóng viên thời sự trong ngày đầu thực hiện. Sau gần 5 tháng đóng cửa phòng tập, ngay từ buổi sáng đầu tiên được mở cửa trở lại, không khí tại phòng gym Olympic đã nhộn nhịp với cả bài tập rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe. Cùng với đó, phòng tập cũng đã chủ động áp dụng các biện pháp phòng dịch, thường xuyên nhắc nhở học viên và nhân viên tuân thủ nguyên tắc 5K để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Sau thời gian dài nghỉ dịch thì ai cũng bị ảnh hưởng về kinh tế cũng như là cái sức khỏe. Thì em nghe được tên phòng tập được khởi động trở lại thì thực sự những người khách hàng như tụi em rất là vui. Để có một nơi để tụi em cải thiện sức khỏe sau một cái thời gian dài, dịch bệnh kéo dài. Bên phòng tập của mình rất là vui mừng khi nghe là cái tin được mở cửa trở lại thì để đảm bảo cho cái phòng chống dịch của cả nước thì bên mình đã chuẩn bị đó vệ sinh, xịt khuẩn và chuẩn bị khẩu trang, quẹt mã QR. Cùng theo thông báo mới, bắt đầu từ 0 giờ ngày 28 tháng 9, các cơ sở kinh doanh ăn uống được hoạt động trở lại nhưng không được vượt quá 50% công suất. Hoạt động trong trạng thái bình thường mới nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Ghi nhận trong sáng đầu tiên nới lỏng quy định cho thấy, đa số các quán cà phê đã chủ động trang bị nước khử khuẩn, đo thân nhiệt và hướng dẫn khách quẹt mã QR trước khi vào quán. Đồng thời, các chủ quán cũng đã chủ động đăng ký số lượng khách phục vụ tại quán với chính quyền địa phương để góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Tình hình được mở lại thì quán rất là vui và cũng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch một cách hiệu quả. Đó là khi khách vào thì bên tụi em sẽ xịt khuẩn và thực hiện hướng dẫn cho khách quẹt mã QR của Huế S. Trạng thái bình thường mới thì tất cả mọi người đều vui mừng khi trở lại sinh hoạt được bình thường hơn và kinh tế có thể là mở mang hơn. Tình hình trở lại yên ổn nhưng mà người dân vẫn phải là ý thức cao trong lúc phòng dịch, đi ra đường phải thực hiện 5K. Việc nới lỏng các hoạt động là một tín hiệu tích cực cho thấy việc kiểm soát dịch bệnh đang được tỉnh thực hiện tốt. Tuy nhiên, để duy trì được trạng thái cũng như tiến tới nới lỏng thêm các hoạt động khác thì mọi người dân, tổ chức, doanh nghiệp vẫn phải luôn cảnh giác, không được chủ quan lơ là, chủ động thực hiện nguyên tắc 5K để vừa ổn định phát triển sản xuất, vừa đảm bảo dịch bệnh không bùng phát trở lại.